Vừa qua, một đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển Tây Nam Bộ đã có chuyến thăm và làm việc tại Singapore. Mục đích chuyến thăm là nhằm học hỏi kinh nghiệm Singapore trong quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là quản lý đất và nguồn nước cho đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, một trong những mô hình phát triển đặc thù của Việt Nam. Đến làm việc với Bộ Phát triển Quốc gia Singapore vào sáng qua, phía Việt Nam bày tỏ mong muốn phía Singapore tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đảo Phú Quốc, đồng thời bảo vệ cảnh quan môi trường của hòn đảo này. Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore, ông Desmond Lee khẳng định, Singapore sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về những bài học kinh nghiệm trong quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch tài chính ngân hàng khu vực, nhưng đồng thời vẫn bảo tồn giá trị của một khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Tiếp đó, tại buổi làm việc với cơ quan tái thiết đô thị Singapore, đoàn công tác đã trao đổi và tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý sử dụng cũng như phát triển quỹ đất của Singapore. Hai bên cũng đã trao đổi sâu về kinh nghiệm của Singapore trong phát triển quy hoạch mang tính tầm nhìn, cũng như về một số chính sách thu hút đầu tư của đảo quốc Sư Tử. Trước đó, đoàn công tác đã đi thăm đập chắn nước Marina. Đây là một dự án tiêu biểu của Singapore trong việc thu nhận, tích trữ và quản lý nguồn nước nhằm phục vụ các nhu cầu sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước. Dự án đồng thời cũng góp phần phòng ngừa lũ lụt và tạo nên một điểm du lịch giải trí cho người dân Singapore.